Em chào mình, em đã quay trở lại với em Tùng Audio. Đây là phiên bản đẩy hai kênh NTC DK800. Là bên em bắt đầu lên đường phục vụ anh khách hàng cho những anh em mà đang có nhu cầu sở hữu cho mình một cục đẩy công suất với công suất lớn 800W. Chúng ta có thể chơi được với rất nhiều cặp loa phòng gia đình. Có thể ngay liên hệ với em Tùng Audio theo số thoại bên dưới màn hình để nhận được tư vấn cũng như hưởng mức giá hấp dẫn nhất đến từ phiên bản NTC DK800 nhá. Và đi với giá thành là chưa đến 4 triệu đồng, anh em đã sở hữu ngay cho mình một cặp đẩy chính hãng của nhà phân phối NTC rồi. Đây là phiên bản mạch Class D, nên là sẽ tránh và trực tiếp qua bảng mạch vi tính cũng như là đánh âm thanh nó sáng, nó sạch hơn, đánh tốc độ khỏe hơn. Khi chúng ta sử dụng đẩy công suất chơi gia đình, chúng ta có hai sự lựa chọn: đánh đẩy truyền thống và đánh đẩy điện tử phiên bản cao cấp. Và NTC DK800 là một trong phiên bản đẩy công nghệ mới có mặt màn hình điện tử, có thêm các cái chức năng thông số sẽ hiển thị ngay trên cái mặt màn hình đấy, và lát nữa em cũng sẽ cắm điện cùng em trải nghiệm hình thức và chất lượng âm thanh đến dùng dòng đẩy NTC DK800. Thì bây giờ thì cùng các bác kiểm tra các cái giao diện rồi là các cái tính chức năng của dòng đẩy NTC DK800 để khi các anh em nhận hàng về, chúng ta có thêm cái sự lựa chọn tốt nhất và làm sao ghép nối được các thiết bị âm thanh hoàn hảo để đánh và chơi trải nghiệm âm thanh gia đình với dòng đẩy NTC DK800. Thiết kế giao diện sẽ là hai phím volume chiết áp rất là to, làm máy chính giữa mặt màn hình giao diện. Các bác chúng ta có thể thao tác tăng giảm âm lượng tùy ý nhé. Đấy, và công tắc nguồn của NTC DK800 sẽ đặt ngay phần trước mặt các bác, khó phần quai sách và chúng ta có thể bắt đủ đồ một cách dễ dàng và đơn giản hơn. Và đây em quay một chút về thiết kế phía mặt sau. Cái phần mặt sau cũng rất là quan trọng, bởi vì nhiều khi anh em sử dụng chúng ta không biết cách ghép nối loa như thế nào, thì các bác sẽ đã được nhìn thấy trực tiếp phần thiết kế mặt sau của NTC DK800. Dòng này sẽ sử dụng dây rắc cắm nguồn rời các bác nhé. Để chúng ta sẽ sử dụng nguồn áp là 220V trên dải tần số là 50 hoặc là 60Hz. Đấy, reset. Và có rất nhiều các chế độ đánh để chúng ta có thể thao tác và chúng ta sẽ gạt bên góc tay phải màn hình nhé. Đây là các chế độ đánh để các anh em sử dụng như là Bright, Banel, Zitel. Thông thường thì anh em sẽ đánh theo chế độ riêng biệt từng kênh từng cầu, chúng ta sẽ sử dụng chế độ Zitel. Còn những anh em mà muốn lấy chế độ và đánh chập kênh lại thì chúng ta sẽ bật lên chế độ Bright, chúng ta sẽ đánh chập kênh, đánh với súp hoặc là đánh với những quả loa cũng rất lớn. Đấy. Và thông thường chúng ta chơi đẩy công suất như thế này thì chúng ta sẽ chơi với cặp loa full gia đình, thì đa phần anh em sẽ sử dụng đánh loa full nhiều hơn. Đấy, em không thấy rất hiếm khi anh em chơi gia đình của chúng ta sử dụng đến quả súp to kép 50 chẳng hạn. Nếu mà đánh như vậy thì đánh trong không tam vào đình thì nhiều khi chúng ta sẽ không đạt được cái độ hiệu quả tối đa nhất của những cái cặp súp to như thế, đúng không ạ? Và ngoài ra với NTC DK800 sử dụng cho mình hai quạt gió làm mát phía sau đây. Các cái đường cộng in out chúng ta sẽ ghép cho em vào đây. Và đây là một trong ít số, trong ít những dòng đẩy có sử dụng các cái đường tín hiệu bằng ca lông và đường dây hoa sen cho anh em nhé. Set 1, set 2 anh em có thể cắm trực tiếp vào đây, lấy đường dây tín hiệu hoa sen được. Đấy. Và các cái đường cộng cắm loa thì chúng ta sẽ thao tác cho em như thế nào. Các bác có thể sử dụng đầu dây jack cắm truyền thống đỏ đen và có ký hiệu hết trên này rồi. Trắng đỏ là dương, đen là âm. Các bác thao tác cho em. Còn khi mà chúng ta đánh chập kênh đại thì các bác hãy nhìn ở trên này nó có ký hiệu nhá. Chúng ta sẽ thao tác cho em hai đỏ đấy, để chúng ta ghép dương âm, và chúng ta phải bật sang cái chế độ bright. Và vẫn có thêm đường cộng dây jack hiện đại, dây jack lưu trích cho các anh em sử dụng thao tác. Rất nhiều các cái chế độ đánh rồi là nhiều các phần thông số kỹ thuật phía đằng sau của đẩy NTC DK800 các bạn. Và hôm nay thì em cũng sẽ cùng các anh kiểm tra phần nội thất bên trong của NTC DK800. Tiện làm một video chi tiết luôn nữa thì em sẽ cùng anh em kiểm tra luôn nội thất nhé. Đây là toàn bộ nội thất bên trong đến từ NTC DK800 mà anh em nên tham khảo thêm. Đây là dòng đẩy mạch mới cũng như là nó sẽ không phải là đẩy truyền thống chạy sò hay là sử dụng đánh qua nguồn xuyến thông thường đó, và ở trên NTC DK800 sẽ sử dụng nguồn xuyến đồng và đánh bằng bản mạch vi tính. Khi chúng ta sử dụng cái dòng đẩy này thì cái âm thanh của dòng đẩy NTC DK800 này tiếng rất là sáng và lực rất căng các bác nhé, rất căng đấy các bác. Đấy. Và trên các cái phần thứ nhất là thanh tản nhiệt và thứ hai là cái phần nguồn xuyến ấy, thì nó cũng sẽ có tem của nhà máy, đây là tem QC Pass để anh em có thể kiểm tra hàng sản phẩm chính hãng của nhà phân phối NTC. Và em Tùng cũng sẽ cam kết đảm bảo hàng với anh em khách hàng sẽ đảm bảo 100% chính hãng và cao cấp chất lượng cho anh em. Rất nhiều anh em đã và đang sử dụng rồi, cực kỳ là hài lòng đến từ phiên bản NTC DK800 này. Em bây giờ thì cùng các anh em trải nghiệm âm thanh thực tế tới từ dòng đẩy NTC DK800 ngay trên video ngày nay. Đấy thì em sử dụng đầu dây jack dual trích để em cắm với cặp loa full bên cả anh em. Và các bác muốn nghe âm thanh tốt nhất, các bác nên sử dụng tai nghe nhé. Đấy, mà lấy tín hiệu thì có rất nhiều cách lấy tín hiệu. Anh em có thể sử dụng điện thoại di động lấy tín hiệu trực tiếp như em để chúng ta test đẩy. Còn những anh em mà chơi thì đa phần là chúng ta sẽ cắm vào các thiết bị như là vang, chúng ta cấp xuống ghép đồ xuống đẩy.
thông qua đường cổng Calon. Còn ở đây thì em sẽ lấy tín hiệu trực tiếp qua điện thoại di động của mình luôn, cùng em test và nghe thử chất âm đến từ phiên bản đẩy hai kênh ETC DK 800 phiên bản đẩy gia đình rất chất lượng, nhiều anh em lựa chọn sử dụng đánh giá rất cao. Đấy. Và đây, khi các bác anh em sử dụng đẩy công suất đấy, các bác bật cho em cái phần công tắc nguồn đây thì ngay lập tức giơ lên sẽ kêu và chạy các bác nhé. Kêu là chúng ta sẽ biết rằng là máy đã sẵn sàng chưa, cùng anh em trong phần chúng ta trải nghiệm chưa. Bây giờ thì cùng các bác lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ ETC DK 800. Đến từ dòng đẩy công suất ETC DK 800 bên cả thùng audio. Đây thì em đánh với loa 30 của ETC luôn. Và thật sự là chúng ta đánh một đôi 30 vẫn còn dư rất là nhiều công suất. Chúng ta có thể đánh thêm một đôi 20 hoặc một đôi 25 nữa với dòng đẩy ETC DK 800 này. Và thậm chí chúng ta có thể đánh một quả loa lớn bát 40 cùng 100 với dòng đẩy ETC DK 800 rất là lực tiếng. Âm thanh ra các bác nghe không ạ? Chúng ta cảm nhận được cái chế độ âm thanh như thế nào ạ? ETC DK 800 dòng đẩy hai kênh, âm thanh rất là sáng, tiếng ra tròn sạch, không hiện tượng là bị rú hay là bị vỡ tiếng, rồi là hiện tượng là âm thanh nó tối. Nhưng mà chúng ta sử dụng đẩy công suất luôn như vậy rồi, công suất nó khỏe thì đương nhiên loa đánh ra cũng sẽ sáng tiếng hơn và sạch tiếng hơn rất là nhiều. Và đây là một trong những phiên bản mà em nhận thấy là rất nhiều anh em lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình để thay thế âm ly cũ. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio cũng lên đường vào đầu tháng phục vụ anh em khách hàng với dòng đẩy ETC DK 800, nên là em Tùng làm một video nữa về phần nội thất cũng như là các test qua các tính năng đến từ ETC DK 800 rồi. Nếu như anh em đang có nhu cầu mà chúng ta đang thiếu một cái công suất đẩy cho những cặp loa full, chúng ta đang đi tìm mua những mẫu đẩy trên thị trường, hoàn toàn có thể đến với em Tùng Audio để tham khảo thêm một số dòng đẩy bên em đang có ở tại cửa hàng. Với dòng đẩy ETC DK 800 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em khách hàng chơi và trải nghiệm trong gia đình với những cặp loa cỡ lớn. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và ký kênh YouTube nhé. Cập nhật video liên tục tại cả Tùng Audio. Xin chào các bác.